Xin chào tất cả mọi người lại đến với chương trình Radio Đồng Ca Nhỏ, chương trình giới thiệu những ca khúc mới. Và ngày hôm nay là một ca khúc được phổ thơ bởi thi sĩ Mục Tú, chị đang sống tại Sài Gòn. Bài thơ được phổ nhạc bởi nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam, đó chính là nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm. Nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm, Đức Tiến chỉ nói sơ về nhạc sĩ bởi vì trong phần giới thiệu kế tiếp là một bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh sẽ giới thiệu rõ hơn với tất cả mọi người. Trong cái sự hiểu biết giới hạn của mình, Đức Tiến chỉ chia sẻ với tất cả quý vị về nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm. Nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm thì chúng ta đã biết là ông rất nổi tiếng với những ca khúc như Tháng 6 trời mưa không dứt, trời không mưa em cố lạy trời mưa. Rồi ca khúc Tình khúc buồn, rồi Trong tay thánh nữ có đời tôi, và nhiều những ca khúc mà ông đã mang đến cho đời, làm lay động nhiều trái tim. Và ca khúc Nếu của nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm được phổ nhạc bởi thi sĩ Mục Tú là một ca khúc viết vào thời điểm khi cả thế giới bị rơi vào trong cơn hoạn nạn dịch tàu. Thì ca khúc này như đã đụng vào nhiều trái tim của những người Việt trên toàn thế giới, và hầu như những ai đã nghe qua đều cảm nhận là sẽ có một phần đời mình ở trong đó, như một sự cảm nghiệm đồng cảm với lại thi sĩ và cả nhạc sĩ. Và nhiều người đã thực hiện và hát lại ca khúc này, và bản thân Đức Tiến cũng là một người đã may mắn xin phép được nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm và đã trình bày lại ca khúc này với phần hòa âm của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Trước khi bài hát được bắt đầu, sau đây mời mọi người cùng nghe một tâm tình cũng như là lời chia sẻ của nhạc sĩ Tuấn Khanh về nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm. Sau đó chúng ta sẽ đến với ca khúc Nếu của nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm với lời thơ của nữ thi sĩ Mục Tú. Mời quý vị cùng theo dõi. Bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh với tựa đề Chút kỷ niệm chưa kể về nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm. Nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm là một tác giả có nhiều tác phẩm nổi tiếng rất sớm trong sự nghiệp của mình. Sống kín đáo và khiêm tốn nên công chúng hay nhầm tác phẩm của anh với người khác. Chẳng hạn bài Tháng 6 trời mưa, thơ Nguyên Sa luôn bị đề sai tác giả là Ngô Thụy Miên. Các bài khác như Trả lại thoáng mây bay, Lời tình buồn, Vực thẳm tình yêu cũng hay bị lầm tác giả. Thậm chí trang YouTube của anh có gần 10 triệu view, thỉnh thoảng cũng bị công ty này xóa bài, cảnh cáo vì vi phạm bản quyền của nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm, mặc dầu trên video anh vừa đàn vừa hát bài chính chủ. Những năm 80, sống trong lòng một Việt Nam nghèo khó, bất định, u tối bởi bị cấm vận từ nhiều nước trên thế giới. Bài hát Tháng 6 trời mưa của nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm vang lên đứt đoạn trên làn sóng phát thanh của VOA là một ký ức khó quên của tôi, bởi bài hát ấy phát đến vài lần nhưng tôi không lần nào kịp thu lại, buồn ngẩn ngơ, như thoáng thấy một làn da xuân thì ngọc ngà vừa bước qua mà không biết đến khi nào mới có dịp gặp lại. Bài hát ấy như giọt mưa mát đêm tối trời, giữa đô thị tối đen ngày không điện, khiến một thằng bé cảm nhận điều gì đó kỳ lạ về tự do, về cái đẹp giữa giai đoạn mà nó vẫn thấy các nhóm thanh niên mới và công an ập vào nhà lục tung, đem sách vở nhạc tiếng Pháp, Anh, Việt mang đi đốt trước cửa gia chủ. Âm nhạc vây quanh tôi bây giờ là gì? Là những bài hát ca ngợi anh bộ đội, ca ngợi một tiến công hoàn thành, và nhiều người miền Nam run rẩy khi lắng nghe. Âm nhạc lúc bấy giờ không có gương mặt thật của con người, mà chỉ có hiệu lệnh và sự kiêu ngạo của kẻ tất thắng. Nói như vậy,
để biết rằng âm thanh của những bài hát như Tháng Sáu Trời Mưa đã tác động như thế nào đối với những đứa trẻ như tôi vào giai đoạn ấy. Nếu không có ngôn ngữ tình yêu và sự cao đẹp của văn chương, có thể tôi cũng là một đứa bé lớn lên chỉ biết nghe hiệu lệnh và kiêu ngạo, ngu xuẩn. Khi tôi kể cho nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm nghe cảm giác của mình khi ấy, anh vừa ngạc nhiên, vừa không ngạc nhiên. Vì bởi hơn 30 năm xa Việt Nam, anh chưa bao giờ thôi dõi nhìn về. Và có thể, sự sâu sát về thời sự Việt Nam của anh trên Facebook khiến công chúng cũng không ít người nghĩ rằng anh ở đâu đó trong Việt Nam và rất già yếu. Và cả hóm hỉnh nữa, một buổi sáng gặp anh, tôi được gặp bắt tay và hỏi rất nghiêm nghị: "Y dược của em hôm nay thế nào?" Tôi ngẩn người: "Em có học hành y dược gì đâu." Anh cười rất hóm hỉnh: "Là sức khỏe đó, không phải trong nước đang định đổi tên y dược thành sức khỏe sao? Đừng ngạc nhiên, nếu một ngày nào đó tôi gặp bạn và cũng mở lời, hôm nay y dược của bạn thế nào? Nụ cười bạn có sẽ nhắc nhớ về một nhân vật thú vị tên Hoàng Thanh Tâm, nhạc sĩ." Và sau đây, xin mời mọi người cùng đến với ca khúc do nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm phổ nhạc, Nếu, lời của thi sĩ Mục Tú, qua phần trình bày tiếng hát Đức Tiến. Chỉ là con số âm thầm đau, âm thầm nhớ người xa, cố dạy dỗ khỏi đôi tay thân chết, cố giật danh từng hơi thở vụt qua. Nằm trong chiếc túi, không ai hay, không ai biết là ai. Rồi lặng lặng theo dòng xe đưa tiễn đến lò thiêu thêm lần cuối. Nếu ngày kia con chim sâu đi đến hỏi ta đâu, ai sẽ trả lời thay? Không còn kẻ chuyện trò cùng chim nữa. Này chim ơi, ta đã thoát. Thank you.
hùng xin được món cây xanh, hồn theo vận thơ buồn cùng nhân loại. Thi nhân ơi, ta ẩn hiện giữa điêu vân, nếu một ngày người xưa về thăm lại, biết tìm đâu nấm mộ để mà hương. Xin thắp nén trầm hương buồn tê tái, khải tàn đêm rười rượi khúc chiêu hồ. Xin thắp nén trầm hương buồn tê tái, khải tàn đêm rười rượi khúc chiêu.